Di chuyển một que diêm để phép tính 9-1 bằng 5 trở thành phép tính đúng. Các bạn có 15 giây để suy nghĩ. Hết giờ, đáp án của bài này như sau. Có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này? Hãy comment cho cô biết nhé! Bài tiếp theo, hãy di chuyển một que diêm để phép tính 9 cộng 1 bằng 5 trở thành phép tính đúng. Các bạn lại có 15 giây để tìm phương án. Hết giờ, đáp án như sau. Lần này có bao nhiêu bạn trả lời được? Bài này khó hơn nhé, vẫn là di chuyển một que diêm để phép tính 8-2 bằng 5 trở thành phép tính đúng. 15 giây suy nghĩ bắt đầu nào các bạn. Hết giờ, đáp án của bài này là bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này, điểm danh nào? Lại một bài khó nữa, di chuyển một que diêm để phép tính 8 cộng 2 bằng 5 trở thành phép tính đúng. Các bạn lại có 15 giây suy nghĩ. Hết giờ, đáp án như sau. Tiếp tục nhé, 6-3 bằng 5. Hãy di chuyển một que diêm để biến phép tính thành đúng. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Lại hết giờ rồi, đáp án là có vẻ ít bạn trả lời đúng câu này nhỉ? Câu này dễ này, 6 cộng 3 bằng 5, biến phép tính trở thành đúng bằng cách di chuyển một que diêm. Các bạn có 15 giây để tìm ra đáp án. Đã hết, đáp án là có ai không trả lời được không? Câu này dễ ơi là dễ, 7-1 bằng 9, vẫn là di chuyển một que diêm. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ, đáp án là chắc không ai trả lời sai câu này nhỉ? Câu này còn dễ hơn ăn khoai, 7-1 bằng 8. Bắt đầu suy nghĩ nào các bạn. Đáp án của câu này là câu này mà sai nữa thì thôi rồi. Tiếp tục nhé. 8-3 bằng 3, di chuyển một que diêm để được phép tính đúng. 15 giây động não bắt đầu. Giờ đã hết, đáp án là bạn nào trả lời nhanh nhất điểm danh cái coi nào. Khắc tí nhé, 9-3 bằng 3, di chuyển một que để phép tính đúng. Như thường lệ 15 giây bắt đầu. Và đáp án của chúng ta là có ai không trả lời kịp không? Giơ tay cái coi. Câu này dễ sơ nhé. 6-6 bằng 3, cả nhà có 15 giây. Hết giờ, đáp án là có ai không chơi được câu này không? Tiếp tục nào, 7-7 bằng 5, vẫn là 15 giây suy nghĩ.
Đáp án của câu này là ai không trả lời được điểm danh cái nào? Câu này có vẻ sai nhé. 4 trừ 4 bằng 7. Vẫn chỉ có 15 giây thôi. Đáp án là có bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này? Tiếp tục là một câu khoai. 5 trừ 7 bằng 8. 15 giây bắt đầu. Đáp án như sau. Ai không trả lời được giơ tay. Bắt đầu khó dần nhé. 9 cộng 3 bằng 3. Về ớ là di chuyển một que và 15 giây suy nghĩ. Hết giờ rồi. Đáp án là ai trả lời nhanh nhất điểm danh nào? Hơi khác câu trên chút xíu. 8 cộng 3 bằng 3. Bắt đầu suy nghĩ nào. Đáp án là ai không trả lời được điểm danh? 5 cộng 3 bằng 3. Dễ hơn rồi phải không? Bắt đầu suy nghĩ nào. Đáp án như sau. Ai không trả lời được thì xem lại video mấy lần nhé. Tiếp tục nào. 2 cộng 3 bằng 3. Có vẻ dễ nhỉ? Suy nghĩ thôi nào. Đáp án sẽ là 10 điểm cho bạn nào trả lời nhanh nhất nhé. Câu cuối cùng của hôm nay, 3 cộng 3 bằng 3, 15 giây bắt đầu. Đáp án như sau. Ai không trả lời được thì xem lại video từ đầu nhé.